chị bây giờ là chị có thực hiện được hay là không thôi. Dạ, chị hỏi tiền thì em vẫn còn dùng tiền để sử dụng cho việc học nữa, nên là em không thể nói chuyện khó được với em. Nếu nói chuyện khó em không có tiền để em dùng. Tôi đã nói chị là trong vòng 15 phút đến 20 phút chú Hoàng trả lại cho mình mà. Thì việc chuyện khó với chuyện lại nữa. Thì việc chuyện khó với chuyện lại thì đã có cái mời rõ ràng rồi thì rất nhiều. Thì việc gì vậy chị có chuyện khó lại đang sống xong. Em vẫn chưa hiểu về quy trình đó. Chị là không mang ra qua là làm lì gì đấy mà là cái biên lai của bằng chứng của chị là chị chứng minh tài sản của mình là hợp pháp hả? Em sẽ tiền tài khoản em đã chuyển qua hết rồi, em cũng thật sự là em xem nhiều người em không ra. Không. Không ạ. Rồi tôi bắt đầu tí cái đoạn bắt giữ là tụi nó có chuyện gặp lắm. Tôi xin phép tắt máy tại đây. Thưa quý vị, vừa rồi là đoạn ghi âm những lời lẽ đe dọa và khủng bố tinh thần mà một sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được từ một người tự nhận là công an. Người này đã liên tục gọi điện thoại uy hiếp mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo ghi nhận, những ngày gần đây, các chiêu trò giả danh công an để lừa đảo đang tái diễn trong giới sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh, khiến nhiều người không khỏi hoang mang lo sợ. Nhiều sinh viên liên tục nhận những cuộc gọi từ những người tự xưng là công an với những thủ đoạn tinh vi, sử dụng công nghệ cao, ẩn danh hoặc giả danh số điện thoại giống số điện thoại của cơ quan chức năng để gọi điện cho nạn nhân, thông báo đang là nghi can, đồng phạm trong một vụ án, đồng thời yêu cầu nạn nhân đến trình diện tại cơ quan công an hoặc phải chuyển khoản tiền để kiểm kê. Với những người nhẹ dạ cả tin sẽ bị các đối tượng này lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vào lúc 14 giờ 40 phút ngày 24 tháng 6 năm 2022, mình có nhận được một cuộc gọi của một người tự xưng là Trung úy Công an tên là Dương gọi đến và yêu cầu mình đúng 8 giờ ngày mai có mặt tại Công an huyện Chư Bứ, tỉnh Gia Lai, mang theo giấy tờ tùy thân đầy đủ lên thị trấn Nhân Hòa, huyện Chư Bứ, tỉnh Gia Lai để làm rõ một số việc liên quan. Thì người này bảo mình là tìm nơi xung quanh không có người để trò chuyện một số vấn đề có liên quan. Thì hỏi mình là anh có biết là người nào tên là Nguyễn Văn Đam hay không? Hiện tại người đối tượng Nguyễn Văn Đam đang giả danh một số tài khoản ngân hàng, trong đó có tài khoản của anh để lừa đảo rửa tiền. Cùng là nạn nhân, một sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhận được cuộc gọi thông báo tương tự về việc mình có liên quan đến vụ việc một người tên Nguyễn Văn Nam rửa tiền. Người gọi hùng hổ tự nhận mình đang công tác tại cơ quan cảnh sát điều tra BC03. Tôi xin giới thiệu với chị, tôi là Trung úy Nguyễn Thế Dương. Hiện tại là tôi đang công tác ở phòng cảnh sát điều tra BC03 tỉnh Quảng Nam. Nghe rõ không ạ? À dạ nghe rồi ạ. À, tôi mời chị chiều ngày hôm nay 3 giờ chị có thể mang chứng minh nhân dân của mình lên trụ sở cơ quan công an của chúng tôi xác minh và làm rõ một số sự việc đang có liên quan đến chị được không? Dạ là việc gì vậy ạ? Vì ở đây á, là chúng tôi vừa nhận được công văn khẩn từ phía cơ quan công an Thành phố Hồ Chí Minh là gửi ra cho chúng tôi là yêu cầu chúng tôi tìm chị. Thì cơ quan công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt giữ được một cái đối tượng là Nguyễn Văn Nam. Và cái đối tượng này đã đánh cắp cái thông tin cá nhân của chị và trực tiếp đứng trên danh nghĩa của chị để làm giả một số cái giấy tờ, để mở một cái tài khoản ngân hàng làm việc công banh để hoạt động hợp pháp. Nghe rõ chưa? Có thể thấy điểm chung của những cuộc gọi này đều nhắm vào thông tin số tài khoản, số tiền trong các thẻ ngân hàng kèm theo các thông tin cá nhân như chứng minh nhân dân, căn cước công dân của nạn nhân. Sau đó, các đối tượng giả danh công an sẽ thực hiện các thủ đoạn tiếp theo để đạt được mục đích chiếm đoạt tài sản. Lúc đó thì người này nói tiếp là anh có tài khoản ngân hàng nào Agribank số đuôi 317 hay không? Lúc đó mình chỉ nói là mình có đăng ký một tài khoản ngân hàng Agribank, nhưng mà do dịch Covid với lại là mình không nhớ số đuôi của cái tài khoản đó là số nhiêu. Thì người này mới là lên giọng nói mình là anh nói vậy mà xem được à? Tài khoản của anh mà anh không biết là sao? Hiện tại thì cái đối tượng Nguyễn Văn Nam này đang sử dụng tài khoản ngân hàng của anh chị để giả mạo lừa đảo rửa tiền. Tiếp đó thì người này nói là anh ngày mai là anh phải đúng 8 giờ có mặt tại công an huyện Chư Bứ, tỉnh Gia Lai là gặp tôi đúng 8 giờ. tại thị trấn Nhân Hòa. Các đối tượng giả danh này sẽ liên tục hối thúc nạn nhân dùng những lời lẽ đe dọa kèm theo giọng điệu như được đào tạo chuyên nghiệp, khiến nạn nhân dễ mắc bẫy. Đồng thời, các đối tượng này còn gửi những loại văn bản, giấy tờ và công văn giả như lệnh bắt giữ hình sự và phong tỏa tài sản, giấy chứng nhận tài sản nhằm lấy lòng tin lừa đảo nạn nhân. Rồi, thì bây giờ là chị vui lòng chị đọc cái văn bản bên làm chỉ đạo gửi qua chị giúp tôi ha. Dạ, để đọc rồi. Tôi đọc rồi. Đọc hết cho tôi ha, chứ không phải nhìn sơ qua thôi hả chị? Dạ, đọc hết thôi à. Chị đọc cái điều máy mà chị đọc hết cái văn bản của ta chữ như đó mà chị đọc hết hả? Rồi, hiện tại là hai cái công văn này chị mới đưa công văn cho chị thôi. Và hai cái lệnh này chỉ được ban hành là khi thứ nhất là trước khi mở phiên tòa sơ thẩm mà vẫn chưa tìm được bằng chứng chứng cứ nào chứng minh là chị không có liên quan đến đường dây tiền bất hợp pháp của đối tượng Nguyễn Văn Nam này. Thì nghĩa là tức là bên phía gì kiểm soát chúng tôi chỉ cho chị là cùng đồng phạm với đối tượng Nguyễn Văn Nam sẽ đưa ra lệnh là bắt chị hành sự đấu với chị hiểu chưa? Rồi thì bây giờ là tôi sẽ làm giấy chứng nhận tài sản của mình là 1 triệu ha. Thì tôi cũng yêu cầu chị là bàn giao lại cái số tiền của trong tài khoản ngân hàng của mình qua bên tài khoản của quản lý giám sát ngân hàng để kiểm tra. Thời gian kiểm tra là 15 phút đến 20 phút. Nếu như chị không có liên quan hoặc là bất cứ giao dịch nào đối với đối tượng Nguyễn Văn Nam này thì ngay lập tức là bên phía kiểm soát chúng tôi sẽ phối hợp với cục quản lý giám sát ngân hàng sẽ làm thủ tục là hoàn trả lại cho chị ha. Lần đầu mình nghe cuộc gọi đến nói là công an thì mình cũng hoang mang lo sợ. Qua đọc báo với lại tìm hiểu một số thông tin thì mình cũng thấy là cái tình trạng lừa đảo về giả danh công an rồi các kiểu rất nhiều, nhưng mà lần đầu tiên trực tiếp được có người tự xưng là công an để gọi điện thông tin cho mình cũng thấy là lo lắng, không hiểu tại sao một số thông tin của mình bị rò rỉ, với lại là tài khoản ngân hàng các kiểu đối tượng này lại nắm bắt rõ như vậy. Khi được hỏi về việc giả danh công an lừa đảo, các đối tượng này liên tục phủ nhận và có thái độ kiên quyết, chắc chắn mình là công an và không có lý do gì để lừa đảo, đồng thời yêu cầu nạn nhân không được phép cho bên thứ ba biết về vụ việc. Làm sao em biết chắc đây là anh đúng là công an và đúng là đang có cái sự việc như vậy? Thì anh phải có cái cách nào đó để em xác minh chứ. Nếu mà bây giờ chị nói không phải công an thì chúng tôi lừa gạt chị cái gì? Đó thứ nhất. Thứ hai, nếu chúng tôi không phải công an thì chúng tôi thông báo với chị sự việc này để làm gì, để chúng tôi giúp đỡ cho chị như thế nào? À, chị có hiểu rõ cái vấn đề là mình đang gặp phải không? Ở đây là chúng tôi đang giúp đỡ cho chị. Dạ vâng. Rõ vấn đề nào? Nếu như chị nói như vậy, thì bây giờ chị có thể về Quảng Nam đến trực tiếp ở vùng đất của chúng tôi, được không chị? Dạ, bây giờ em chưa về Quảng Nam được thì ví dụ như mà người nhà của em được không ạ? Tôi nói là cái vụ án này đang trong quá trình điều tra của chúng tôi, nên chị không thể nào tiết lộ ra cái thông tin này ra bên ngoài. Nếu bây giờ chị tiết lộ ra cái thông tin này ra bên ngoài thì ba mẹ chị, gia đình chị sẽ rất là lo lắng như chị. Thứ nhất, thứ hai, khi đó là gia đình chị sẽ lo hoang mang và sẽ đi dò hỏi. Đến khi đi dò hỏi rồi là sẽ đến tay của các đối tượng còn lại là chúng tôi chưa bắt được hết, hiểu rõ chưa? Trong khi đó cái đối tượng còn lại sẽ bỏ trốn khỏi địa phương. Thứ nhất, thứ hai, họ sẽ tiêu hủy hết tất cả các chứng cứ là làm cho chúng tôi là khó khăn điều tra. Rồi khi đó là các đối tượng còn lại đó đã biết là chị đang phối hợp với chúng tôi, là các đối tượng đó sẽ có thể là nguy hại đến gia đình chị và đến cả cá nhân của chị nữa. Thưa quý vị, chiêu trò giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã không còn quá mới mẻ, thế nhưng vẫn có rất nhiều người sa vào bẫy của những đối tượng này bởi thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn, kèm theo việc nắm bắt thông tin cá nhân, tâm lý nạn nhân để liên tục đe dọa, khủng bố tinh thần. Đặc biệt với những sinh viên chưa có nhiều kinh nghiệm sống sẽ trở thành miếng mồi béo bở. Để tránh rơi vào bẫy lừa đảo này, mọi người đặc biệt là sinh viên hãy nêu cao tinh thần cảnh giác, cập nhật thông tin thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng về các chiêu trò lừa đảo giả danh công an. Bên cạnh đó, để tránh bị lộ thông tin cá nhân, tạo sơ hở cho các đối tượng phạm tội lợi dụng, không nên công khai các thông tin cá nhân trên mạng xã hội hay các trang mua bán, không làm theo các yêu cầu không thỏa đáng như cài đặt, truy cập các đường link khả nghi. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật trong những tin tức tiếp theo. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Hãy để lại bình luận, đăng ký kênh và bấm vào nút chuông. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!